Cát Bình Dương rất vui khi được trở lại với video tiếp theo lần này. Và với video tiếp theo lần này thì tôi lại giới thiệu đến anh em một sản phẩm, đó là Exciter 150 phiên bản màu xám đen lên một số đồ chơi tại shop. Thì mình làm một cái video đây mà tính chất tham khảo cho anh em, giống như tất cả các video lần trước. Thì mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ anh em. Và đập vào mặt chúng ta đây là Exciter 150 này đấy. Đấy là một phiên bản là màu chính gốc của nó là màu xanh đen nhỉ, xanh đen. Nhưng mà được phụ lên bộ tem trùm cá mập reset này với phiên bản xám bạc, nhìn cũng khá là mạnh mẽ nhỉ. Nhưng mà điểm nhấn đó là Exciter được lên một số đồ chơi cực chất. Thì bên shop có làm khá nhiều video rồi, nhưng mà cái phần có một thể loại shop chưa làm, đó là thể loại cam đồng liêng. Mặc dù lắp cực nhiều, nhưng mà hôm nay mình mới có cơ hội để làm được một cái video test và review cái cam đồng liêng cho Exciter 150 cho anh em cùng tham khảo. Và anh em mình cùng bắt đầu. Ok. Và đây là Exciter đến từ anh em đến từ đâu mình không biết, nhưng mà biển số 34 nha, biển số 34. Thì mình cũng làm giống như lần trước thôi. Mình sẽ quay tất cả các chi tiết để anh em cùng tham khảo. Thứ nhất này, hệ thống phục 6 này thì thay bằng phục Olimpax. Cái này hàng 11, nhà hàng made in Thailand. Oli made in Thailand. Còn vẫn giống như dạo này đang rất là hot, đó là gấp được thay bằng gấp GP Racing. Hiện tại bên shop cực hot luôn. Từ sáng giờ thay mấy bộ rồi, thay mấy bộ cho anh em này, anh em mình nhìn nè. Thì hiện tại bên shop có phiên bản độc nhất vẫn là phiên bản màu bạc này, vẫn còn rất là nhiều. Còn có phiên bản màu đen, hôm qua mình mới làm một cái clip đó, thì anh em mình có thể lựa chọn màu đẹp, màu bạc hoặc màu đen để cho phù hợp với cái phong cách của mình. Thì cái này là một lựa chọn nha. Thì gấp GP Racing này thì về độ vững và độ bền anh em khỏi phải bàn nữa. Anh em không phải lo gì hết. Mình có test qua về cái tốc độ cao rồi qua lươn, qua gờ này nọ, mình có test hết rồi. Thì về độ vững thì cực kỳ chắc chắn nha, và về độ nhẹ thì nó chỉ hơn gấp zin một tí. Rồi anh em mình cũng tiếp tục nha. Còn hệ thống bánh mâm thì được thay bằng hệ thống cam đồng liêng này. Thì cái cam đồng liêng này hiện tại bên shop làm cực nhiều, từ Exciter 135 cho đến 180. Thì shop làm cực nhiều, thì hiện tại trong shop có hàng sẵn luôn. Có nghĩa là đùm thì anh em có thể đi đùm red leo, đấy là đùm red leo. Đùm red leo hoặc là đùm khế, nhưng mà về đồ vững thì đùm red leo nó hơn đùm khế rất là nhiều. Nhưng mà về đồ thẩm mỹ thì đó là đùm trái khế, nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Cái này thì anh em mình chơi về cam đồng liêng anh em mình có thể hiểu được. Còn liêng thì sử dụng liêng Racing Boy hàng chính hãng nha, RCB chính hãng. Còn cam này sử dụng cam Osaki. Thì về hệ thống cam đồng liêng thì bên shop đặc biệt đó là dùng cam Osaki và niềng Racing Boy chính hãng, chứ không có dùng mấy cái niềng khác nha, niềng còm sao hay mấy cái niềng sắt gì đó shop không có nha. Đó thì anh em mình có thể tham khảo của cam đồng liêng để có thể có nhu cầu lên cho xe yêu của mình. Đó là về phần đằng sau. Rồi. Và tiếp đến phần trước thì được thay bằng phục upside down này. Upside down đây là hàng CNC. Thì trước giờ tất cả các video mà có cái phục thì mình có nói khá nhiều rồi. Thì hiện tại riêng với dòng Exciter 150 từ đời 2014 cho đến 2019 này thì phục nó như nhau. Thì mình có thể thấy rằng upside down hàng CNC hoặc là hàng CK Racing. Thì hiện tại hai cái dòng đó là CK Racing và hàng upside down CNC này nó làm bá chủ thị trường về Exciter 150. Nên anh em có một sự lựa chọn riêng cho mình. Thì đó là về hình thức cặp hậu trước. Còn đây anh em mình cùng ngắm rõ nha. Cái này là niềng Racing Boy chính hãng này, niềng RCB. Và cam đi cam Osaki và đùm thì đùm red leo. Thì cái đùm red leo thì anh em có chơi niềng thì anh em phải tìm hiểu kỹ nha. Chơi niềng thì tìm hiểu khá kỹ để mình có một sự lựa chọn hợp lý hơn cho chiếc Exciter của mình. Thì cũng giống như mọi video lần trước thôi. Hiện tại thì ban ngày trong shop khá là đông, cho nên mình sẽ chọn một góc quay quen thuộc để mình làm cái video cho nó thông thoáng cho anh em mình cùng ngắm cho nó sắc nét nhờ. Đó thì tất cả các đồ chơi vừa rồi thì mình có điểm của anh em cùng ngắm từng nơi rồi. Thì anh em nào có sự lựa chọn riêng cho mình mà cảm thấy nó phù hợp thì quá ủng hộ shop nha. Và cuối cùng thì xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất đến toàn thể anh em, và vẫn có một lời hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo lần sau. Ok, chào mọi người nha.